Ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Australia Anthony Ambani và đoàn đại biểu Australia đã hạ cánh xuống sân bay nội bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Anthony Ambani tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức và chỉ 2 tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của toàn quyền Australia, thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, thủ tướng Australia đã đến thăm trường đại học RMIT và ăn trưa tại một quán ăn ở khu phố cổ Hà Nội. Tại đây, ông cùng các cộng sự đã thưởng thức món bánh mì truyền thống Hà Nội và bia hơi, thức uống quen thuộc của người dân Hà Nội trong những ngày hè nắng nóng. Thủ tướng Anthony Albanese đã dành lời khen ngợi ẩm thực Việt Nam với những món ăn đa dạng độc đáo. Tiếp đó, ông Anthony Albanese thử món lạc luộc, chả cá, ba chỉ lợn nướng và đậu tẩm hành. Từng món ăn đều đem lại trải nghiệm bất ngờ cho vị thủ tướng Australia. Bữa trưa của thủ tướng Australia diễn ra trong khoảng từ 30 đến 40 phút. Ông chia sẻ: "Các món ăn hôm nay, ông thích nhất là món chả cá và vui mừng trước tình cảm sự hiếu khách của người dân Việt Nam." Trong khuôn khổ chuyến thăm, thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng đoàn đại biểu Australia sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ đón chính thức họp hẹp giữa hai thủ tướng hội đàm, trao đổi văn kiện, gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và giao lưu với đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam dự triều đại chính thức. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ biến đổi khí hậu giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia việt nam và australia